Bây giờ bỏ cái thân này đi, còn là cái gì? Ở còn là cái biết. Cái biết sao bỏ được? Thì bây giờ cô có cái biết là cô bỏ cho mất giùm tôi đi. Cho được không, bán ai mua không, cầm cố được không? Mà nếu bỏ không được thì nó là mình, nó là Phật đó. Như vậy là khai ngộ rồi đó nghe. Ngộ chỗ này thành Phật đó nghe. Nói đơn giản cái đó mà thành Phật đó. Hai vị dắt hai người đó xuống là thọ ông được rồi đó. Bây giờ đi đường xa cực khổ mà ngộ được rồi là không có lỗ nữa nha. Còn không ngộ là lỗ tiền thân đó. Đây vậy là có tiếng trên rồi nữa. Có ai nhập nó nói đâu, nói đi. Ở đây kịp thời thôi, không mấy nhỏ mất mạng. Cái từ đó tới sau là con thấy những cái điềm gì trên trời không. Cái mới khoảng nửa năm rồi nè, con mới thấy một cái tiếng đàn bà kêu con á, tới đảo Thiên Chúc núi một chút một lần đi. Rồi cái đâu chừng tháng hai tháng sau, con giờ mình trời thấy giọt nước màu hồng nhiễu xuống, con đưa bàn tay cái thì nước nó túa ra gộ bông qua hết. Cái lần sau nữa thì con dòm trời thấy mẹ đi xuống, mẹ nói gì con mà con quên. Cái con mới nói, cái con mới nói nếu mà con là con của mẹ thì mẹ cho con thấy một lần nữa đi, mẹ dẫn dắt con đi con đường đúng đắn, thì cho con thấy trên trời là chiếu màu quang mà mây đâu không à, đủ cả. Còn mà lúc con năm 49 tuổi con khổ á, con đi lên thành phố á, chùa Hoằng Pháp á, thì con chụp cái hình mẹ Quan Âm á, chiếu hồ quang. Bởi vì con nhiều khi con không biết con sao mà thấy những cái điềm ngộ ngộ. Rồi con có bầu nhỏ này nè, nó lố mà mấy ngày, thì bà sư cô đó nói về dưới này đẻ đi, đừng có chị, có anh, có em đồ này nọ. Rồi con mới nói là như ở trên này cũng có bà già chồng với ông xã rồi, thì sáng lại bà đi xuống, bà nói nhỏ này ta mượn bụng cho nó đem ra đó. Thì chưa có sanh nữa thì có kêu dân dẫn mấy lần, ba anh em nhà gồng đào thai trong nhà con, gồng xanh gồng đỏ gồng vàng. Cho nên từ cái chỗ đó con thắc mắc cuộc đời con hoài, sao mà lúc nào cũng khổ chuyện miên chứ không đâu. Mà con không biết là cái gì. Thật ra thì nó không có quan trọng đâu. Cái mình là cái thấy, cái biết. Còn cái đó là cái cảnh nó hiện bên ngoài thôi. Mình chấp cái đó cũng không được, kệ nó. Mình chấp cái coi chừng ma nó hiện. Phật cũng hiện mà ma cũng hiện đó. Mình đâu có biết được. Rủi lầm ma cái nó dắt mình đi nguy hiểm lắm. Cho nên thấy là thấy, biết là biết vậy thôi. Mình không có mừng mà cũng không có gì hết. Tâm mình tự nhiên là không có sao. Nếu tâm mình động là nó có hại. Vậy đó. Thì như cái tiếng kêu á, tới đảo Thiên Chúc, núi Thiên Chúc một lần đó là kêu. Chứ con không có nằm bao. Một lần nằm trên bao thì thấy giọt nước nhiễu xuống, đưa tay bông gỗ chân mình mấy con. Lần thứ ba gặp mẹ chia, như con cái đó là con nằm trên bao nha, thấy mẹ trên mẹ đi xuống, mẹ nói gì mẹ con quên.
Thì con mới nói nếu mà con là con của mẹ thì mẹ dẫn con đi con đường đúng đắn này, mẹ cho con thấy một lần nữa. Thì bữa đó con thấy thiện giận trời là mây là đủ màu sắc hết trơn. Rồi nên mình đừng có chấp cái gì hết á, tu thì cứ tu thôi, chấp rồi có dễ bị lạc. Thiệt Phật là không có tướng, vô tướng. Còn cái tướng đó thì mình không biết được. Vậy thấy không? Bởi vì con sao ấy nhiều cái nó trùng hợp. Đẻ con là tuổi con rồng không? Mà sao có bầu nó mà bà đó có kêu ba anh em nhà rồng đầu thai trong nhà con. Rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng. Ông trả lời cho mình vậy là rồi đó. Nha. Nhịn cái đầu con nó nghĩ loạn xả trơn vậy đó. Mà con tương thì gớt hoài luôn. Loạn xả thì mình biết loạn xả. Thanh tịnh thì mình biết thanh tịnh. Cái biết đó mới là mình đó. Còn cái loạn xả cũng không phải mình, cái thanh tịnh cũng không phải mình đâu. Cho nên mình đừng có chấp cái nào hết. Sống ngay cái biết thanh tịnh của mình là đúng. Cái nhà hay trời tăng núi công gì cũng là vật bị biết, không phải là mình là người đang biết. Cái biết đó là Phật, là bất chân bất diệt. Nhận ra cái biết hiện tiền ta có là ngộ đạo, chứ không phải là ở đâu nữa hết. Mình từ lâu tu cứ tìm ở bên ngoài và vậy tu hoài không phải bắt đầu xây cái là nhìn ngay trong lòng để ngộ được. Tu như vậy là thành công kết quả, còn tu bên ngoài hoài cứ chết không thể động. Nhớ lại như vậy, đạo lý không có gì mình quên hết. Không có vào đâu mà cái đó là không để cho ông đi tìm kiếm kiếm ngay người dự kiến ông á, dự kiến gì người ta nói ra đi. Thành Phật rồi thì chắc chắn mình tu thành Phật, không có nghi ngờ gì hết. Mà chưa ngộ thì phải hỏi tới hỏi luôn. Thằng tôi nói cho ngộ. Bây giờ tôi hỏi nè, cô ngồi đây, cô này đứng đây. Ai ngồi đó, ai đứng đó, trả lời tôi thử coi. Trả lời được là ngộ đạo đó. Thông thường thì ta trả lời tôi ngồi phải không? Tôi đứng phải không? Tôi trả lời vậy là... Câu đó luôn á, cái người mà ngồi đây, cái người mà đứng đây không phải là tôi. Tôi là cái người điều khiển cho cái thân này nó ngồi, điều khiển cho cái thân này nó đứng. Cái lực lượng điều khiển cho cái thân ngồi, cho cái thân đứng, cái đó mới là Phật đó, là tôi đó. Chứ cái thằng giả này mới mốt chết đem chồng mà không ăn thua gì. Rồi nó tu theo Phật cũng vậy đó, người ta theo cái tướng giả rồi. Cho nên đồng Phật cũng quở, ông nói vượt chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo quốc năng kiến như lai. Bằng dùng sắc ra mắt ra, dùng âm tinh mà cầu ta là làm đạo tà, nó không thấy là như lai. Cầu cái tướng giả, nhìn cái tướng giả, đều làm hết. Cái tướng giả này đó là cái thay ma chết, không nghĩa lý gì hết đó. Mà cái người điều khiển cái tướng giả này nè, nó nhúng nhích, nó cử động, cái người đó là Phật. Cũng như người ta thấy cái hình động nó múa men, người ta đeo cái hình động không mà người ta không biết cái máy nó rút. Cái máy ở trong nó rút, ở ngoài hình động nó múa. Cái lực của tự tánh nó ứng ra, cái thân này mới nhúng nhích. Mà không ai nhận Phật tánh, cứ nhận cái thân giả này không. Vì vậy tu cả ngàn năm rồi không ai đắc đạo. Bây giờ buông cái thân giả ra,
thì còn lại cái bánh Phật thì thành Phật. Cái ớt kia đó chứ có khó gì cũng thành đâu, chắc chắn là thành Phật. Chỉ ớt mình có hai cái thôi, một là Phật tánh, hai là thân giả. Mà chấp cái thân giả thì Phật tánh bị vô minh che lấp, mà buông cái thân giả ra thì ngộ Phật tánh, đơn giản vậy thôi chứ đâu có gì hết đâu. Bây giờ bỏ cái thân này đi, còn là cái gì? Còn là cái biết. Cái biết sao bỏ được? Thì giờ cô có cái biết là cô bỏ cho mất giùm tôi đi, cho được không? Bán ai mua không? Cầm cố được không? Mà nếu bỏ không được thì nó là mình, nó là Phật đó. Như vậy là khai ngộ rồi đó nghe, ngộ chỗ này thành Phật đó nghe. Nói đơn giản cái đó mà thành Phật đó. Hai vị dắt hai người đó xuống là thọ không được rồi đó. Bây giờ đi đường xa cực khổ mà ngộ được rồi là không có lỗ đó nghe, còn không ngộ là lỗ tiền thân đó. Đây vậy là có tiếng trên rồi nữa. Có ai nhập nó nói đâu nói đi. Hôm nay tôi gửi cho về núi tu luôn đi, chứ ở đây nhập vô rồi cái người ta cái xác ba mắt cái nhập đó rồi sao tôi được. Thấy không? Bây giờ cái phần thiêng liêng á, tôi xin gửi về núi đi tâm bảo tu luôn, trả cái phần xác lại để cho phần xác tu tự do, không có ràng buộc nữa. Rồi xong rồi đó, dắt cái cô này cho cổ đi quy đi. Người ta diện kiến ông không, không à, người ta không có tu, người ta tự độ được. Vậy đó, chuyện quy thì đi quy, còn không chịu thôi, cái này tôi không có ép. Tôi không có ép. Xin phép nằm. Biết cái sao không biết. Ai? Hình như em tư râu á. Em tư râu. Chúng rồi đấy, tư râu. Chúng rồi. Người mới đây già dữ vậy đó hả? Mới đây già dữ rồi ha. Già dữ rồi. Thôi giá tu nha. Dạ dạ, tới giờ tôi cũng giữ vậy đó ha. Vậy á, tu cho ngon mới gặp Phật. Dạ. Tu lâu thôi đâu gặp được. Vậy á, giá tu, anh dặn về tôi bây giờ nghe. Đó, bây giờ ha. Dạ. Cái nhức lưng này nè, mấy chú này kéo cái lưng. Chữa cái chân cái hết. Chân, nhức lưng lắm rồi. Tôi nâng cấp lên. Dạ, dạ, dạ. Thông minh nha, tu cho ngon đắc đạo nha. Dạ. Bởi vì gặp cô là đánh giỡn không tươi râu rồi. Bữa nay đánh giỡn rồi, tươi râu. Đánh giỡn không hả? Mà ghét hả ta lâu lắm rồi, không có nữa hai chơi. Dạ, tội nghiệp đó. Vợ là chết hả? Chứ phải một hai người đâu. Ồ, vậy tôi mừng quá rồi. Thầy độ mình làm thầy độ mình. Dạ, dạ, dạ. Nhiều khi mình sẵn ra đây rồi ngủ, nhiều khi không có việc rồi đi được. Bữa nay cháu chở mới đi ghé thăm. Chắc đi lắm. Vậy độ anh khỏe vậy anh hả? Dạ. Độ tôi cũng về hết chứ tôi dừng vậy hết. Vậy là về hết đó. Dạ. Không có sao đâu. Tôi mừng vậy nha. Thầy thấy là ông cũng giống như vậy, thành ra là đúng là giờ tự nhiên là nghe nhiều, coi nhiều. Hôm nay là đến nhà ông nâng cấp dùng. Ăn chay trường tiếng có âm nhưng mà nó cũng còn chưa khá. Bây giờ mà cứ sợ nó là tốt. Rồi xong rồi là tiến thêm đường tu nghe. Chỉ nghe kinh đừng có hiểu. Dạ. 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 Dạ.
còn mình tu ngay hôm qua gửi rớt cái chỗ đâu ở. Cho nên mình đại học mà có rớt cũng hơn học sinh trung học, tiểu học phải. Chứ còn vô tiểu học vừa gửi rớt từ chỗ học vô thành bùn thành đá là chết luôn á. Rồi xong. Có là trực tiếp thì ông đọc ông dẫn dùng là Nam Mô gì đó tại đây mời Phật giáo hảo. Vậy là hướng dẫn ông quy y. Dạ rồi đọc theo rồi. Thời gian trước thì có quy y bên Phật, cũng có pháp danh. Rồi giờ mình theo đức thầy thì mình cúi kính dâng hương trước cửu quyền. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền. Cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Cầu xin thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Ta chấp tay vào ngực Phật tiếp. Cúi đầu bái tạ tổ tông. Cúi đầu bái tạ tổ tông. Báo ơn sanh dưỡng và công nhập ngàn. Báo ơn sanh dưỡng và công nhập ngàn. Công nhập ngàn. Rồi con xin giữ đạo hành. Rồi con xin giữ đạo hành. Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày. Thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả về trên. Mong nhờ đức cả về trên. Độ con yên ổn vững bền tội tu. Độ con yên ổn vững bền. Rồi xá ba xá. Rồi nguyện hương ngôi tâm bảo. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nam mô Phật Tổ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Trâm Quan. Quan Thượng Độ Thần Chiêu Dĩ Trân Thần Chiêu Dĩ. Chưa kịp chậm lên núi cảm ứng chứng từ ông ơi, chú đọc chưa kịp. Cảm ứng chứng minh. Cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện. Nay con nguyện. Cải hối ăn năn. Cải hối ăn năn. Làm lành linh dữ. Làm lành bán dữ. Nguyện quy y theo mấy ngày. Tu hiền theo Phật đạo. Tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đá ba cá. Rồi đỉnh lễ thầy. Đá ba cá. Rồi cái phần quy y nó xong rồi đó. Rồi kể từ đây nữa là mình là con của Phật rồi đó nghe. Rồi cái gì thì mình tốt. Có thính giảng của thầy con chỉ hình đạo có chưa nữa, chưa qua đây cho chú thỉnh. Dạ, mình tỉnh. Dạ, rồi. 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 Thưa ông Năm. Ông Năm độ cho con. Ông Năm độ, ông nâng cấp cho con tu hành cho sáng suốt rẫn kịp. Thế kỳ thầy về Long Hoa mở hội thầy về con được đứng vào. Nâng cấp lên nè. Tu hành sáng suốt. Ông Năm ơi, sao con tu mà sao con tối quá à? Con không được sáng suốt. Ông Năm phước độ con. Cái người nói lên con tu con tối đó là cô hay là cái vô minh là cô? Đậu cậu nói tôi nghe coi. Con nghĩ là con á. Nếu cái vô minh là mình thì mình không biết nói cái câu mà tôi bị vô minh. Tôi tâm tối. Mà cái người nói được cái câu đó đó thì cái người đó là Phật đó. Cái người đó không có bị vô minh cũng không có tâm tối luôn. Nhận ra chỗ đó là kiến thánh đó, là ngộ đạo đó. Gì đà Phật. Con nghe ông Năm giảng ở trên mạng á, con nghe. Mà cái kiến tánh á thì con nghe mà con chưa có hiểu nhiều, con chưa có hành được. Ông Năm trợ duyên cho con thêm. Đang tiến lên, hành cho được. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Năm ơi, con phát nguyện á là con niệm Phật.
cầu vãng sanh. Mà hôm nào nay con nghe cái trên mạng ông Năm giảng á, thì con quy y theo thầy ông Năm độ cho con. Cậu hỏi pháp. Con muốn quy y theo thầy ông Năm độ cho con, quy y theo thầy. Và đây là mấy chị em con không à? Trong gia đình mấy chị em con. Ông Năm độ. Như cho vậy thì quy y Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Chút nữa tôi nhờ người hướng dẫn cho quy y Tam Bảo luôn. Còn cái hành đạo á. Nhớ là hồi xưa mình niệm ông Phật ở ngoài, mình cầu ông Phật bằng cây bằng xi măng độ, nhưng mình không à, lại chùa lại đập đập giá ông Phật độ tôi cái này độ tôi kia. Bây giờ mình hiểu được rồi, mình cầu ông Phật ở trong lòng mình chứ không phải ông Phật ở ngoài. Ông Phật là cái biết mới độ được, còn cái cây xi măng đâu có biết gì đâu mà độ. Thành thơ ra mình phải nhận ra được tất cả cái gì đều cái biết độ hết. Bây giờ mình đau, tôi là cái biết, tôi không phải là cái đau. Lặng lẽ chiếu cái đau, nhắm mắt thì nhìn ngay cái đau một.